Chào các bạn, chúng ta cùng nhau tham khảo một cái phần mềm hay là website thì đúng hơn, linduo.com, lin gạch ngang duo.com, để hỗ trợ chúng ta trong việc học tiếng Nga. Ở đây chúng ta có thể chọn nhiều ngôn ngữ: Russian, English, Spanish, French, vân vân. Thích ngôn ngữ nào chúng ta chọn. Ở đây chúng ta đang chọn là ngôn ngữ tiếng Nga. Và người ta yêu cầu chúng ta cần phải, chúng ta sẽ đặt là Kochik Sapke, con mèo đội mũ. Chúng ta chỉ cần bấm vào một cái chỗ nào đó, thì ta sẽ cùng thay tên. Ngày sinh. Ngày sinh của chúng ta sẽ là, chúng ta cứ để tên 1 tháng 7 năm 2023. Và chúng ta chọn ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta là tiếng Việt. Chúng ta chọn đó là tiếng Việt. Và chúng ta lưu và bắt đầu thử hành thử làm. Вишня. Cây anh đào. Вишня. Đào. Персик. Яблоко. Апельсин. Арбуз. Арбуз. Cam phải lựa chọn. Яблоко là quả táo, апельсин là cam. Апельсин. Nho. Виноград. Виноград. Táo phải chọn. Яблоко. Малина là loại quả khác. Яблоко. Chanh là cam hay là chanh lai? Lime. Anh đào. Вишня. Вишня. Mật. Слива. Слива. Dưa hấu. Арбуз. Арбуз. Dâu. Клубника. Клубника. Nho. Виноград. Виноград. Chanh. Лимон. 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 Dâu. Клубника. Клубника. Mâm xôi. Малина. Малина dịch là mâm xôi. Малина. Малина. Mận. Слива. 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 Авокадо. 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 Mâm xôi. Малина. Малина. Bưởi chùm. Grapefruit. Grape. Fruit. Grapefruit. Grapefruit. Bơ. Avocado. 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 Bưởi chùm. Grapefruit. Grapefruit. Chanh. Limon. Limon. Đào. Persic. Persic. Chanh lá cam. Lime. 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 Bây giờ chúng ta đã hoàn thành bài học 1 rồi. Các bạn sẽ đón tiếp bài học 2 nhé.